Chào mọi người, mình là Lâm đây. Bọn mình và đoàn đi ra chỗ ngoài nhà Thảo này, thì đi hôm nay đi khá là xa. Hôm nay đi bị nhỡ con tàu cho nên là đi vòng vào một cái cảng khá là xa và còn rất là hoang sơ. Thì ngay chỗ này là cái nhà Thảo đây rồi. Ở phía dưới này là cái chỗ lối mà đi xuống dưới biển đây. Con đi đón bạn. Ai hả? Thì cái chỗ này là cái chỗ nhà Thảo lần trước mình đã ra rồi này. Thì hôm nay có ra đây chơi. Ra đây chơi hôm nay thì Thảo là vừa chuẩn bị đi bắt ong rừng mà không biết đã đi bắt chưa. Ông làm gì đấy? Đi đón mít lên hả? Bạn trên cái này. À cây giống đấy ạ chú. Nhớ tàu. Sáng hai thằng quậy một đống bia vào. Đúng rồi. Vâng. Đây là nhà tôn mà mát nhỉ, đúng không? Đây mà mát. Nó ngoài rừng nó cũng mát mà. Có từng rượu ấy. Các bạn ạ, ở đây thì không có con chim. Bác nói là bác bắt được con chim ở đây. Xem con chim gì nhá. Ô diều hâu đúng không? Diều hâu đại bàng đấy. Đây diều hâu. Diều hâu đất tiếp. Ở đây đây này. Đúng rồi. Làm gì ấy? Ô con này đẹp thế. Con này là con diều hâu đất. Diều hâu đất á? Đại bàng đất đấy, kiểu vậy đại bàng đất đấy. Ờ. Ô con này đẹp nhỉ. Đấy, bọn này nuôi ăn nhiều bẩn tành ăn nhiều ăn cá ăn các đồ sống nó tành á. Đẹp. Trước chú em đi được bắt bé bé thôi. Ờ, con này là to chưa biết. À, này nó lớn nữa nhé. Nhìn cái đuôi của nó bẩn bẩn. Bẩn hôi lắm. Ừ thì cái bọn ăn thịt này thì ỉa nó tanh rồi. Bọn này nuôi bằng cá thịt đây đúng không? Khá là đẹp các bạn ạ. Thì thằng Thảo nó đang ở ngay dưới này này, ngay dưới chỗ này dưới biển này các bạn này. Đi đây. Anh. Không. Ừ đi. Ừ, lấy lưới cá về. Ai đánh đợi được. Đây chắc có cơ, ban ngày chiều nắng này nước có lên đâu mà có. Có, đánh được thì vẫn cứ được. Nó không được nhiều. Kìa bạn này, đang Thảo đang lặn ở kia nó lấy ngao lấy thưng kìa. Đấy, anh đi vòng. Đấy, đi cái này ra này. Đâu, đi này ra đổ chết. Đây, đoàn và định hai anh em đi cái này ra này. Không về rồi. Làm gì đây? Đoàn thì nó đang trèo cái con số kia đi ra chỗ Thảo lấy ngào các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy ở đây có rất nhiều san hô đẹp này. Đây này, rất nhiều những mảnh san hô đẹp này. Đây đây này. Mày có máy đi không đấy? Có tí rồi có mẹ ở máy đấy. Lấy gì tù hai à? Có lớn không? À. Nuôi chồng nó này chán đời quá. Ở đây có nhiều san hô lắm các bạn ạ. Cái san hô này có phải rất là nhẹ này. Cái hòn cục to như này mà sóng đánh vào nó dập dờn như này à? Đây, ui nhẹ nhẹ không rồi, cục to này mình cầm này nhẹ không rồi. Ui. Đây là rất nhiều san hô này. Thì trong dọc cái khu này đều là khu nuôi trồng hết các bạn ạ. Ở dưới đây là toàn là nuôi ngao, lại nuôi tù hài này, mới lại nuôi thưng ở dưới đây. Đây thằng Thảo đã đi vào trong đây rồi nhá. Thì mình ra cho bạn xem là nó thu hoạch cái gì nhá. Xem tù hài nào. Ừ. Tí kiếm chỗ nào tắm biển tí chứ hả? Đi ra tàu mà tắm. Ừ, ra tàu. Để tối đi ăn cơm cháo thoải mái
chúng ta đi nhập mấy xe nào đâu đấy, tụi Hải đây à, người đấy nhở, mấy lô đấy đúng tất cả chỗ này mới mới điều này á. Ừ. Bé nhở nó thừng thừng chết à, không không nhưng chết mà cái thân đây tụi Hải nuôi đấy các bạn ạ, nhưng mà nhỏ con lắm. Ui, đây thừng đây này, liệu có chỗ hành có đủ không? Chỗ này có đủ cái chỗ hành không? Nhiều chứ. Đây ngoài kia đã lấy. Này em mới lấy gần đây lấy cái ăn. Nhảy từ ngấm tối sạch ra ăn. Ôi cậu nhảy được à? Lặng cũng tí rồi chứ. Ông nhảy cũng bé nhỉ? Này vẫn chưa già mấy đúng không? Ăn béo. Ông này á, quái gì không đi khùng, ông quái này được cắt tay không được mật đấy, vô lý. Ông đi nào, không được tí nào, trai mà. Ờ tụi quái. Cái này tủ to không chú? Cái này cũng được ít mật rồi. Con này nuôi lâu chưa Thảo? Nó cấu tưởng đơn giản, nó ô rách mẹ tay rồi. Con này cái chân nó cứng phết rồi. Nóng rồi, dã man rồi. Ui con này lắm mò, con này lắm mò lắm. Đâu? Bò đầy người này. Ui ui, con này lắm mò lắm. Ở đấy. Dưới đây nó không quen rồi Thảo ơi, phải lên kiện để tôi nuôi nó mới sạch. Đấy đầy con côn trùng bò đầy người này. Bò đầy người này. Mò, con này nhiều mò lắm. Ui giời, bò đầy người con. Ăn kênh cân ếch một đôi rắn cơ. Ăn rắn với ăn tách thôi. Con này tắm cho nó Thảo ơi, nhiều mò lắm. Cô mang về mà ăn, cá tí luốc luôn. Ừ, ông nhẹ, đây. Cô mang về. Hôm nay ăn cơm trên đây à? Ừ, ăn cơm đây, tí tối xuống tàu. Ừ. Tôi bảo này. Buổi tối nay thì ăn cơm với canh xương với bí các bạn ạ. Thì xuống dưới kia lấy ít cái ngao mới lại hàu về. Hào về xong rồi bắt đầu tối bắt đầu mới đi xuống dưới tàu để đi câu cá, cái câu mực. Thế chỗ này vẽ nhiều phết đấy. Đi xem nó già hết chưa? Già hết rồi. Được, khá là nhiều đấy. Cái này là lan đây ở Hà Thảo. Lan gì đây? Chồng chơi nó buồn. Cái này có ra hoa rồi đây này. Đỏ ra mấy hôm nó về đấy. Cái vừa nó chờ nào. Vừa mới qua. Ớt vào vậy. Ớt vào. Ớt vào nó này. Cáp ra mà có. Ớt đi. Ớt đi. Ớt đi ngâm đâu chưa? Vừa mới bắt. Rồi ớt vừa bắt thì kiểu gì được. Thái ớt cho vào cho nó nhả nhanh. Thái ớt vào. Ừ, thái ớt vào nhả nhanh. Ông nhảy này nó già rồi mà cái con nó hơi bé nhỉ. Ông nhảy già rồi các bạn. Con này con non này. Con non thì lại to này. Vẫn cát mà, cứ cho nó vào đây. Thử phải thử biết rồi. Mình cày lè lưỡi cho vào nó lè lưỡi rồi hết cát. Con này chủ yếu là cái cát ở ngay cái mồm nó thôi mà. Trong chứ trong.
Ui cha, nó cầm một tay mà còn cay hết cả tay. Ừ. Con thương này được mấy được mấy năm rồi? Thất nghiệp thì tham ăn. Còn thất nghiệp thì ăn còn ăn ngon. Hết cả ruột. Thương này nuôi mấy năm rồi Thảo? Năm rưỡi hả? Năm rưỡi. Đấy là năm rưỡi. Một năm này được còn gì nữa? Tạm ổn. Bên này là con này con gì? Nuôi thông được hơn đúng không? Sâm à? Sần. Sần á? Ồ con này mình anh chưa thấy con này bao giờ. Quán bán đầy đấy. Dạ. Đỏ đỏ. À bên trong ruột đỏ à? Ruột nó cũng đỏ. Đấy là xem thoát thiết vào có nhảy không? Đang nhảy đây. Nhảy như chấu mà không nhảy. Rồi. Mấy này cho đổ cái lồ xương của tao đấy. Đổ gần đầy nhé. Thì cái ông này phải để cho nó ngâm cho nó hết cát các bạn. Thì mới ăn được không nhiều cát. Đấy, bắt đầu nhảy rồi đấy. Úi giời, dãy như đành đạch này. Đấy. Đấy. Một số con nhảy, một số con chưa nhảy thôi. Trời. Còn đây là tù hài các bạn ạ. Tù hài con này hơi bé này. Hơi gáo đấy. Bé quá. Ngâm nước ngọt rồi. Con này chắc không sợ cát đâu nhỉ? Toàn mấy con giòn giòn. Chắc là vẫn có cát. Tí em chuẩn bị gia vị xanh sạch sẽ cho mình. Quay. Quá. Không. Được không? Đoàn, xử lý phút này. Cái này ông chưa... Cắt xong rồi nó bơm. Mày để tao cắt nó thử không? Đúng, yeah. Cắt. Còn là ấy có cắt rồi. Chưa chín đâu mà ăn. Úi dồi ôi rồi. Ôi. Này, con này. Đủ mấy. Này săn tốt đấy ở trong thời gian chờ đợi mà Thảo ở trong bếp nấu ăn ấy, thì mình có đi lên trên cái vườn cây ăn quả của nhà Thảo ngoài đây. Thì chỗ này thì ở đảo này thì chắc là mỗi nhà khoảng độ tầm 2 quả đồi. Cách nhau khoảng tầm 2 quả đồi đấy. Thì ngay phía trước dưới kia là cái chỗ bãi biển để mà nuôi hà mới nuôi hải sản ở dưới. Thì đằng xa kia các bạn ạ, xa kia kìa. Thì tí nữa bọn mình ăn xong ở đây thì bọn mình sẽ xa cái tàu đấy, thì buổi tối sẽ câu cá trên cái tàu đấy. Thì hiện tại thì như buổi chiều hôm nay thì nước lên khá là cao. Thì chiều thì sẽ ra đây tắm biển, sau đó thì sẽ câu cá buổi tối, câu cá đêm ở đấy và ngủ trên tàu ấy luôn. Dưới đây thì có một cái cây mà chắc là tuổi thơ khả năng là ai cũng biết. Ra quả rất là nhiều trái chín luôn, đen xì luôn này. Hồi bé thì mình cũng có đi vặt những cái quả để ăn này. Đấy, những quả này là mấy quả tầm xốp mà nhưng mà quả này là nó không có vỏ bọc bên ngoài. Thì bây giờ thì chắc là cũng ít bạn mà nhìn thấy những quả như này rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Quả này ăn thì khá là ngọt. Thì hồi bé thì ăn quả này nhưng bây giờ lớn thì không ăn nữa rồi. Còn ở bên đây thì có cái quả gì này hơi nhìn trông khá là lạ. Trời, nhìn trông giống quả thuốc phiện vậy. Ở đây có một cái cây nhãn khá là to các bạn này. Cây này già lắm rồi đấy, nhìn nó cỗi hết rồi. Kia là mít. Ngoài đảo này thì không thiếu gì ngoài đất. Bình thường các nhà ở đây thì đất rất là nhiều các bạn ạ. Chỉ sợ không có sức mà trồng mà làm thôi. Trên rừng thì trồng cây ăn quả này. Và thì dưới biển thì là nuôi trồng này. Nuôi được dưới con, nhưng mà năm nay thì cái nuôi trồng năm nay ở cái chỗ Vân Đồn này mới quanh đảo đây nó không được thuận lợi lắm các bạn ạ. Thứ nhất là về giá cả thì khá là thấp và nuôi thì nó chậm lớn nữa. Cây này mình không rõ là cây gì luôn này. Giống cây khế mà không biết phải cây khế không. Rất là nhiều sâu nó ăn này. Ăn trụi hết lá này rồi. Đây các bạn xem này. Cả một cây luôn. Thưng luộc rồi à? Phải luộc lên nhé. Lên nó ra nước mặn. Xong rồi tí nó cho vào nướng à? Đổ hành lên giặt nước nướng. Ở trong nhà này hàng các thứ là phải hấp chín hết.
học tới thôi. Chỉ có đi đeo cũng biết rồi. Còn... Rồi. Con thương này khá là béo này các bạn. Ủa, con thương này giống ngao hai vòi nhỉ? Giống ngao ngon hơn. Ờ, thơm ngon, hơn đúng ngọt hơn, to hơn. Có hai vòi ăn. Thì mới lấy hơi cát rồi. Ừ. Anh em sẽ khó ăn để kêu sẵn nhá. Ờ, thì đây cái bát bên này là cái bát mỡ hành này các bạn ạ. Trong bát này có những cái gì đây nhỉ? Ớt này, hành này. Hành lá. Rau... cái gì nhỉ? Răm. Mấy hành khô. Có cả bơ đúng không? Bơ. Cái này hơi ít hành khô. Nữa. Nếu mà đúng thì phải thêm có cái hành khô. Đúng rồi, khô rang ấy nhỉ? Khô chiên. Ừ, chiên lên. Mà tính mình cho lạc cũng được. Ừ. Thì Đoàn này nó ở ngoài kia nó làm vịt. Đoàn này hôm nay tính mua chó cho Đoàn làm chó và thôi lại làm. Cái chỗ này tí là hấp hết ở chỗ này các bạn này. Luộc ăn luôn này. Đấy. Chó tao có ăn chó luôn. Tao không ăn thịt chó, chỉ cần mấy bạn chơi nhau kêu thịt chó. Không ăn thịt đồng loại đúng không? Này có hầu rồi ngon. Nhiều cái này nhiều đồ lắm rồi đấy. Lấy bọn anh ra gấp quá nên không lấy được. Thì quyết định trong một bữa rượu mà. Trong một nốt nhạc. Hứng là đi hả? Hứng là đi ngay, bảo kệ ra đấy, cứ kệ hai thằng ra bè chơi. Hằng người nhớ tí đến quan chia từng chia ra nhé. Đây con này con tụi hài đấy các bạn này. Bạn nhìn trông nó rất là giống. Đâu khóc. À, bình thường thì ăn phải bỏ cái đầu này đi này, bỏ cái bao quy đầu của nó ở đây. Cái này ăn hôi à hay sao? Không phải hôi, nó sạc. Đây con thương này. Thì thảo nó bảo hơi sạn bởi vì ngâm là chưa được hết được cát, thì mình cứ thử xem ăn như thế nào xem nào. Không cát đâu. Ngon ngọt lắm. Ngọt lắm. Nhiều người nó không biết đến thân nữa. Chỗ khác không biết con thân. Ôi con kia anh còn không biết cái con gì con sần 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 ừ sần anh không biết. Sần. Ngọt lắm các bạn ạ. Ăn ngon hơn ngao hai củi. Ừ, ngon hơn ngao hai củi. Thì cái này ăn là cái... nó ngon ngang với tầm của tù hài ấy. Cái này là cái củi của nó đây, ăn rất là thơm này. Anh thấy ở trong Nam người ta cái con gì? Con bàn mai ấy. Người ta ăn sống cái củi của nó mà. Ừ đúng rồi. Mai nó sống bình thường. Nhật Bản, Hàn Quốc cái tàng sống củi bàn mai. Ăn ngọt. Ngọt lắm. Ngọt lịm luôn. Ui con này gan to nhỉ. Bếp một mùa này. Trời ơi bếp. Con này gan to mẻ cũng to đấy. Lâu. Con vịt này là vịt đảo đấy các bạn ạ. À. Vịt ở dân ngoài đảo này nuôi đấy. Vịt rời đấy. Ý không anh? Khói quá không chịu được à? Nhắc lên trên bàn. Cái này nếu một lúc nó chín rồi thì á? Đặt tầm một phát nữa chín. Nó sôi lên phát chín ngay. Khô rồi đây. Dân để một lúc nó khô con này. Thank you.
chín nhá. Và thơm thế. Thơm nhá. Con vịt này đúng. Đấy, mẹ à. Đúng vịt chạy đồng này, chuẩn vịt chạy đồng này. Úi giời, bật cảnh kéo kéo con vịt nó sống lại nó vọt ra ấy nhá. Thôi được các bạn ạ. Ôi. Thơm lừng. Chà, thơm lắm, thì thơm lắm. Vịt này thơm lắm các bạn ạ. Cái này mà bay làm đám cưới cần đấy chứ phải bếp. Mấy thanh niên nấu hết rồi. Tớ nấu được. Lấy lúa gạo. Có cái chưa có ai lấy rồi chú ạ. Mỗi mà mọi việc mọi cháu đều làm được, mỗi cái việc tán gái, việc lấy vợ rất là khó. Lại dở vậy. Bác cứ đòi hỏi gì? Không đòi hỏi một cái thứ gì. Này có gì ăn đấy, cần rồi không không cách cô độ mình thế nào ông chủ kia ấy rồi họ cháu nhỡ đâu. Vâng, có cứ con này gan to nhá, cứ có ăn lo được rồi. Đúng, có không đói là được. Có gì cười đấy. Sắp xong rồi. Ngan ạ, à? Ngan ngan trắng này. Đúng ngan trắng. Đâu à? Bây giờ ăn thịt nhà ngan vịt này mà bị hóc là ăn cái tiết này nuốt cái là hóc xương là nó trôi xuống này. Đây vậy mới à? Ừ, đây mới tiết này. Để cái đũa nó phải nói câu. Con ngan này khá là béo các bạn ạ. Ở ngoài đảo này thì thùng nuôi thì thả nó hơi không không phải nuôi công nghiệp mà là dân nuôi thôi. Nên là thịt nó thơm lắm. Cắt dòng này này, cắt dòng phát này. Nhiều nóng cầm. Một dao lấy ra một chém. Chỉ cần rơi, chẳng may rơi một nửa xuống phát là không lấy được lại cái bọn này luôn này. Không kịp nữa rồi. Không kịp luôn đấy. Gan đâu vậy? Đây. Gan đâu vậy? Con vịt mà có ngon hay không mà tôi ăn cái miếng gan là tôi biết con vịt ngon. Ăn thơm phát là biết ngay đúng không? Vừa chặt dưa trượt một miếng xuống, mất luôn các bạn. Ui, nhanh. Đấy, đèn ăn ở miếng đấy đúng không? Đây là nơi này á? Nơi cái gì thằng lúc đây. Đột cái nhầm sân mà. Sân đến vậy là to. Không đi đĩa đi. Xuống đi đĩa. Đây là lớn. Anh để mẹ vậy cần đĩa đâu? Không cần đĩa đâu. Được rồi chú ơi, chú dùng đi. Rồi. Sân đi kìa, sân đi kìa to lắm. Bát đũa đủ chưa? Đâu to. Đi nuôi đi vậy vào cái. Tần ăn ngoan. Đúng rồi, và Hà Nội à. Cảm ơn chú. Ăn hồ sinh to nhất trong năm vẫn gì nữa. Chú. Mỡ hành hơi ăn hơi nhạt. Lấy ăn. Anh ấy vừa mà. Bơ ăn này ngon đấy chứ. Bơ bơ thơm phết. Phải em thấy thơm mỗi bơ kìa. Chẳng thấy mùi đặc sản nữa. Tào lao đi đào. Ngon mà. Ui giời. Mỗi tuổi hơi nhạt. Chặt miếng vịt to thế đoàn. Tuấn Châu mày đổi loang tao à? Đâu ai biết đâu. Cái này chứ.
Giấy trong nhà vệ sinh bác. Vịt bảo đơn giản thôi. À cháu để đâu nhỉ? Cháu quên mất rồi. Có nước mắm một cái, hành tươi đập vịt tươi vào. Nhà hết nước mắm. Ồ, biết rồi. Hơi nhiều bơ, cho hơi nhiều bơ. Rùa đâu? Bố Lâm mà. Ô, rùa nghe máy của con. Mà mạng sao nhỉ? Nó con mạng xong đi, mạng xong đi yếu đấy. Bố đang ăn như kiểu sinh nhân diệt mối này. À hôm nay ở chỗ ship top à? À lên làm cao là chỗ ship top ấy. Mới cả mới. Quyền dạo này sao lánh nhá, nắm hết quyền ạ. Món này hơi bơ bơ ấy mà kéo mày ăn đâu ấy. Nhiều đồ không biết ăn cái gì. Giới thiệu cách ăn tù hai đi. Tù hai à? Ừ. Đang nhà mà. Tù hai ấy. Cầm lên mà. Người, ăn hết phải bỏ cái này đi này. Tại cái này nó là cái chai sạn, nó chứa nhiều sạn nữa này, nó bẩn. Đây phải bỏ đấy, lột ra nha. Lột ra này. Đấy, vắt này đi. Này, cho bố. Bao giờ khai trương thì anh cho ta biết đường ngoặc tuyệt vời luôn đấy. Vâng, gỡ con tù hài cho chim ăn nhé. Một mình nhá. Bố thằng Tuấn bảo cho nó con chim mà. Bố mua 1 triệu ấy. Đấy, 900 à. Đã lên giá 100 rồi. Tiền công. Ờ, tiền công mang về nuôi ăn mà hai con rắn một đống ếch kìa. Đúng không gì? Nhiều món. Đây các bạn ạ, con này con thưng đây, hấp đây. Anh quảng cáo em con thưng, nhiều người không biết ăn ngon lắm. Thưng ăn ngon ngọt. Mới đoàn á. Còn mới đoàn. Lâu mới gặp đoàn. Các nhưng mà bạn nhớ mày em khả năng ăn đúng không tí là sao? Con thưng này ăn thơm lắm. Kiếm tiền đi hát đi. Palama nhá. À. Nhớ bảo là Palama mới đi đấy. Một mình nữa quán ăn to phạc này tao cả quán này ui rồi trong cuộc đời kìa, hải sản cái gì ấy, hải sản nhiều cá lắm, cái này phải ngâm cũng nhiều cá. Tao biết cá. Mà chưa ngâm kỹ mày về bố nào cách cho hết coi cho cái phải xong nó nhảy nào cái gì nguyên thì 15.000 con các bạn nhá, nguyên nấu khô rồi sóc thì mới đinh cho mới đinh vào kia sạch vậy á. Không còn một tí cá nào. Đây để nguyên không được cho nước không nhảy đấy các bạn ạ. Đây món này của nào nó ngon đấy. Bọn này nhẹ bọn mày ấy luộc chưa kỹ à? Để ông nhảy. Chín rồi đúng không? Ừ, chín rồi. Nói. Ơi trời ơi. Con này phải để nuôi. Con này không gì. Ai mà Nam à? Nam già. Sao đây? Tăng Nam già đâu? Các là nào cũng mạnh khỏe rồi. Ngay anh nhá. Không sao. Nói tương thị rồi. Có hàng vừa cũng gần gần rồi. Con đứa con gái học 2 năm tuổi rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đừng có kệ đời. Mình phải làm chủ cuộc đời mình, đừng có kệ đời. Kế đó mấy cái quan đấy. Tao giờ tao nhục. Nhưng mà vài năm nữa thì tao bớt nhục. Bé bé này thì lúc là 250. Tao không biết em tâm thôi. Tết bán 250. Mấy con này là già rồi, con này non đấy. Đâu, con này già này. Con nó cũng ngồi ngồi tròn 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 méo rồi. Vậy đó, béo này nó như này rất là dày chưa ra. Bây giờ nó phải tròn. Bây giờ mình cái này phải lấy còn nó dày. Có món này Thảo này làm món này ngon này Thảo này. Món này hôm nay khá là ngon các bạn ạ. Đó. Mẹ làm đi. Giờ tròn nha. Món này món tù hài mỡ hành này. Khá là ngon. Cho bơ vào thơm. Môn kiểm tra nào người mình cũng phải chép bài vào đó hoặc là phải đặt bài gì kìa. Sẽ đôi kiểu đeo nhầm cốc à? Không nhầm đeo. Sắp chín rồi, sắp chín rồi. Này thì mình thấy là cái món hàu nướng mỡ hành của Thảo khá là ngon này. Đây không phải hàu nướng mỡ hành. Thưng nướng mỡ hành. Cái này khó cầm tay nhau. Khá là ngon các bạn. Ngon. Cái này đi làm nhà hàng các bạn nhé. Ăn vâng, vâng. Thơm ăn thơm mà bơ nó rất là ngậy ngậy. Ăn cái lạc rất là thơm. Có cát ạ? Cháu ăn vừa nãy chưa con nào có cát. Có con có cát rồi. Ăn có cát. Ngon đấy. Cây số. Ngon thì ngon rồi nhưng mà qua nhiêu đồ. Chỗ con chim ở đậu ở chỗ đoàn thì nó đã bắt đầu ngủ rồi. Thì mấy em chuẩn bị ăn cơm xong rồi đi ra tàu thôi. Đi cơm ăn. Vừa sao cả. Một cây số mà trèo cái mảng cái ra đấy bia rượu rồi say chết. Cái ông mẹ từ người ta cũng được cái bia. Hết được cái